mua phôi thế gân về mình để nguyên cái bọng gì rồi mình tới lưới chừng nào mà cây đâm chồi như vậy đi mình đã trồng rồi ăn. Mã số này là mã số N1 nha mọi người. Dáng của nó cũng rất là đẹp luôn ha. Cây đâm chồi chưa nè. Cây đâm chồi. Rồi em đo ngoài ở túi ở dưới đây là 34. Ở trên đây chút là 27. Chiều cao của nó là 83. Đường kính bầu nó là 37. Cái này em có đo hoành cụ thể hết trơn ha. Mọi người nghe kỹ cái hoành giùm em. Cái này nó có cái sẹo nè. Sẹo này, cái sẹo này ha. Do mình quay xa quay gần á thì nhiều khi mình thấy nó to nó nhỏ ha. Còn em có đo hoành cụ thể hết trơn rồi. Nên anh em mình nói có thể hình dung được. Rồi giá luôn. Rồi. Ừ, rồi hết rồi. N1 em giao lưu với mọi người là 1.500.000 em 3 ship. Mã số N2. Cây này là trong chậu ra ha. Đây thường chậu nha mọi người. Nè, trời đâm mạnh lắm nè. Em cắt bỏ một đợt rồi đó ha, cắt bỏ mấy lúc mấy nhánh thấy á. Giờ đâm trời rất là dễ. Chiều cao của nó là 80. Đường kính bầu nó là 37. Đi đâm chồi á, mấy nhánh nhỏ này nó cũng đâm chồi nè. Rồi mã số N2 giao lưu với mọi người 850.000. N4 ha. Thì trên này da nó sụn, nó nứt, mấy miếng nó văng ra rồi ha. Nó càng già thì nó càng sụn lên nha mọi người. Cây đâm chồi hết trơn. Cái chồi lúc trước tôi cắt bỏ bớt bây giờ đâm chồi thế. Này là nó liền đây ha. Em đo hoành ở đây nó là 27. Hoành 27, chiều cao nó là 66. Đường kính bầu của nó là 31. Từ đây tới cái cành ba da nó là 67 luôn ha. Đây N4 em giao lưu cho mọi người là 1.200.000 em 3 ship. Tiếp theo là mã số N5. Cây này thường chậu nha mọi người nè. Đâm chồi nhỏ rất là nhiều luôn ha. Chồi nhỏ à, da nó là sụn lên, nó dễ bong ra nứt vậy ha. Nó mình thấy nó khô vậy chứ cây nó đang đâm chồi mạnh luôn. Cái này là liền một bể luôn ha. Nè, cái này liền bể luôn nè. Đó, nè. Liền một bể luôn nha mọi người. Rồi cái này là em đo hoành ở đây ha. Ở đây hoành nó là 19. Chiều cao của nó là 68. Đường kính bầu của nó là 37. N5 em giao lưu với mọi người là 1.300.000 ship. Tiếp theo là N7. Cây này thường chậu ha. Thường chậu nên cái bầu của nó là chấu xương dừa nhiều nè mọi người. Cái này có cái một cái thân này nó có cái lỗ này nè, quay gần kỹ. Này nó có cái lỗ này ha. Mấy cái lỗ này thì nó lâu rồi. Đây cũng có cái lỗ nhỏ nè. Cây thì đâm chồi mạnh hết trơn nè. Đây cũng có cái lỗ nhỏ nè. Cái cây này thì dễ có thâu đục thân á, mà lâu ha. Hoành ở đây là 19. Chiều cao của nó là 75. Đường kính bầu nó là 38. Cái cây này mình có việc về đặt vô chậu chơi nha mọi người. Này nó thường chậu sẵn rồi. Mã số N7 em giao lưu với mọi người là 700.000 em bao ship. Rồi mã số N7 cũng là